Huế. Huế, em thấy Huế qua đây nhiều quá ha. Huế nhiều lắm. Dạ. Đấy ở Phù đấy ở Phù Vang mới đây là trong ở ở nóng ở Huế giống nhau. Dạ. Huế qua đây nhiều lắm, 10 người qua hết 10 rồi đó. Nướng bán được chứ hết. Dạ. Mấy chục năm rồi già rồi còn bán nè, 65 tuổi còn bán nè. 65 rồi. 65. Ồ. Oh. Người 65 tuổi rồi. Con 7 đứa, con 4 đứa. Tôi cô làm gì lại cái nữa cơ, con thấy đẹp quá mà. Tại sao chú biết ở đây? Đấy thì đi chỗ nào đi làm ăn được thì nên cứ đi quan liên quốc. Chắc có vấn đề. Dạ. Qua đây với cái công việc chính là buôn bán và họ ăn nên làm ra. Nói về cái người Việt qua Lào á, sống sướng hay là khổ thì Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Champasak, một trong những cái tỉnh ở phía nam của nước Lào. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đứng đây là chợ Đào Hương, một cái khu chợ lớn nhất của người Việt ngay tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Champasak. Theo sự chia sẻ của người Việt ngay tại tỉnh Champasak này thì cái khu chợ này thì rất là nhiều người Việt buôn bán và sinh sống ăn nên làm ra ở tại đây. Và không nói nhiều nữa thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào thăm chợ người Việt, một cái khu chợ người Việt lớn nhất ngay tại tỉnh Champasak thuộc thành phố Bắc Xế nha. Thì theo sự chia sẻ của người dân là Việt Kiều ở đây đó thì chợ Đào Hương này được một cái lấy tên từ một cái người cô ăn nên làm ra, là Việt Kiều ăn nên làm ra ngay tại Quảng Bình qua đây lập nghiệp cô bác quý anh chị. Cái chợ đó họ đặt tên Đào Hương, nghĩa là bà là tên Đào, nhưng mà họ cái Đào Hương nghĩa họ đặt theo cái phong tục của Lào á, Đào Hương nghĩa là tượng trưng cho một cái đao, nghĩa là cái ngôi sao á. Yeah. Đó là cái tượng trưng của Lào á. Yeah. Họ đặt cho tên là Đào Hương. Cái sau này bà làm thì nói chung là bà cũng là gốc người Việt mình, nhưng mà họ giống như họ làm sinh sống hay khi mà họ làm bên tiêu sự bà là đi mua từ khi mà buôn lên thì tới buôn từ mà nó hồi xưa giờ họ có buôn đủ hết các loại, bà buôn từ phân bò tới lên nói rằng phải làm nghiệp lên khi mà phát triển về các cái cửa khẩu, khi mà nhìn nữa giống như cái bên nước Lào mình thấy những cái người Việt mình giỏi á, là sau này bạn làm việc dừng lại cái không, sau này chính phủ Lào thấy được là giống như cái nới rộng được bạn làm lên, sau này nước Lào cho bạn nhập vô quốc tịch thành người Lào luôn. Nên là bà đó là tiêu sử gì giờ là Lào hết rồi. Nhưng mà gốc bà là người Quảng Bình. Dạ. Bà ở đây đi nói chung bà hoạt động công ty chợ Đào Hương, nhà máy sản xuất về cà phê, giống như là chế biến luôn. Cà phê vừa chế biến. Nhà máy dừng ở đây. Bà làm cũng lớn. Mời cô bác quý chị cùng vô với Bùi Hồ nha. Sáng nay thì vào sáng sớm và trời cũng có mưa nên người dân đi chợ vẫn chưa có đông. Và theo sự chia sẻ của anh Hòa thì ở Lào này cán bộ công chức hay học sinh đi làm việc hoặc là đi học thì bắt đầu từ thời điểm là 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, chiều là 1 giờ rưỡi bắt đầu làm tiếp, 1 giờ cho đến 4 giờ rưỡi, 1 rưỡi cho đến 4 rưỡi. Nó sẽ khác so với lại là cái lịch của Việt Nam. Theo mình được đọc một số thông tin thì chợ Đào Hương này đa số là người Việt Nam sang đây sinh sống làm ăn, và họ chủ yếu là buôn bán mà một số mặt hàng như là quần áo nè, hoặc là một số cái những cái động cơ máy đồ cô bác anh chị. Và những cái khu mà những cái sạp nào là của người Việt á thì sẽ có chữ Việt ở trên đó luôn. Xa thì mình bắt gặp được, nghe được những cái tiếng của người Việt. Và đây là cái cô này thì chỉ mới dọn ra thôi. Và cái cuộc sống, cái nhịp sống của nước Lào khá là chậm và hiền hòa luôn. Chào anh. Ở đây cô bán cái gì đây nè? Đồ gừng á. Dạ chào cô. Bánh mì
Bây giờ mình sẽ đi, Bùi Hồ sẽ đi vòng vòng trước nha cô bác quý anh chị. Ở bên đây là bán dép Lào, dép Lào nhưng mà của người Việt. Đây là những cái chiếc xe mà rất là dễ thương nè. Dạ. Ở trong đó là bán ăn uống đó cô bác anh chị. Bây giờ mình qua đây thử cái ha. Dạ. Này hình như bán thì cũng không có gành luôn. Xin cháo, xin cháo. Xin cháo. Dạ. Dạ chào ạ. Dạ. Ăn phở hay ăn bún à? Ba là người Việt hả? À. Tí xíu nó con quay lại. Phở bò hả ba? Dạ. Đi vòng vòng tí xíu là con ghé ăn một tô phở. Đây là các mặt hàng thuốc á. Thuốc Lào thì nghe nói cũng khá là hay luôn. Nhưng mà làm từ các dược liệu từ ở trên trên gần á cô bác quý anh chị. Đây là thịt nướng. Đùi gà nướng. Dạ, okay. Không có gành cho lắm. Đây chú này sửa đồng hồ. À, có một anh quản lý chợ, anh cứ thông báo. Tô này thì bán nước nè, bán nước trên một cái chiếc xe nhỏ nhỏ. À em. Dạ. Mày. Anh này là người Lào. Đây. Sẽ không khỏi khi mà cô bác chị thấy những cái thiếu nữ mặc cái sà gông. Nơi không giống như ở người Việt của mình đó, thì chỉ mặc áo dài vào những ngày ngày truyền thống. Đây là trong nhà lòng chợ rồi. Hả? Này này có chỗ ngồi không? Đi ăn về chị nha. Dạ. Đi ngà đi vô lên đi đến đi đường đi cho sạch này. Dạ. Đi sau nữa luôn, lên thì cháu. Dạ, ô chị bán dép hả? Ồ. Chị là người Việt. Người Việt hết chạy ní á, không có ai lao hết mốc. Ờ vậy hả? Ờ, người Việt hết à. Đó cái thằng đi lao nè. Không có chi hết. Không có gì hả? Đa số là người Việt bán những cái mặt hàng như thế này nè cô. Bên kia là cao củ hả chị? Đi lối sau nữa là thịt cháu á. Thịt rồi đồ ăn. Lối chi cháu hết bên ạ. À, chị bán ở đây lâu chưa? 27. 30 mấy năm. Chị ở tỉnh nào? 27. Huế. Huế. Em thấy Huế qua đây nhiều quá ha. Huế nhiều lắm. Dạ. Đấy ở Phù đấy ở Phù Vang mới đây là trông ở ở nóng ở Huế giống nhau. Dạ. Huế qua đây nhiều lắm, 10 người qua hết 10 rồi đó. Ồ vậy hả? Thường là đi cửa khẩu nào qua chị? À Đà Lạt. Đà Lạt. Dạ. Tại vì kỳ xưa là đi đường khẩu kia kẻ bữa nay là Đà Lạt làm rồi đi Đà Lạt. Dạ. Qua đây bán thấy được hơn ở Việt Nam không chị? Thì qua đây lâu rồi thì quen ở đâu thì quen ở đó rồi đó. Ở đây nó thoải mái một tí là
mình làm mình khỏe hơn, mình ưa mình ngủ, mình ưa mình bạn khỏe. Ở đây là nó khỏe, là thanh tịnh, nó khỏe hơn. Dạ. Mà đi không chơi thì có chỗ chơi thôi. Chơi thì về việc chơi. Chơi thì về việc chơi, còn ở đây là thoải mái thanh tịnh. Chị thường có về Việt Nam không? Về chứ. Một năm về mấy lần lần. Không Covid thì về 3-4 lần. Mà Covid thì 3 năm chưa về. Dạ. Đi, em cảm ơn chị nhiều ha. Đây, qua bên đây là cái khu này là của người Việt hết á. Đa số là các cô chú ở đây là từ Huế hoặc là Quảng Bình đi qua. Ở đây là tiệm vàng. Thì bây giờ theo chia sẻ của một số kiều Việt kiều ở Lào á, thì cũng như cô bác của anh chị là người Việt sống ở đây á, thì cái cuộc sống ở đây nó rất là nhẹ nhàng và ăn nên làm ra ở đây hơn, dễ dàng hơn là ở Việt Nam, nên họ sẽ chọn cái cuộc sống là ở đây. Và các mặt hàng này đa số là họ đem từ Việt Nam qua hết á cô bác anh chị. Những cái sạp này là đa số là của người Việt hết à. Và gần 8 giờ rồi thì họ mới dọn ra. Tại vì Lào thì thức dậy muộn lắm. Hả nhà? Dạ. Mua chi? Cái gì? Dạ, đi chơi, đi tham quan. Dạ. Cô này bán quần áo. Cho học sinh hả cô? Đồ sinh. Bán đầy đủ hết. Có đồng phục học sinh nè. Rồi cặp học sinh, người tập vỡ luôn. Có chuẩn bị nhập học rồi hả cô? Gần thì nhập với bên mình nữa. Giống thời gian giống bên mình không? Thế này nó. Này người Lào hả cô? Người Lào. Yeah. Lạ. Cảm ơn sự khương, học tại mua hàng. Anh này thúng này này nó. Bạn này là học lớp mấy hả cô ha? Cho hiền mua đây. Mua số là lớp lớp 6, lớp 7 đi. Nâng thúng, xén xám. Cùng. Cô là tỉnh nào Việt Nam? Thế luôn hả? À lại bùm này chào chết xếp hà nó. Mà ở đó xe đúng rồi lọc. Thúc nâng hiền này, sùng này xén nâng. Cắp sữa, áo sùng con, khiến sùng con. Cô bán ở đây chắc cũng vài chục năm rồi hả? Rồi, bạn lắm rồi. Sùng. Hà xếp tôi nâng. Sữa tôi nâng nó, sữa. Sữa, hốt xếp. Tôi nâng này xếp phân, xếp hà, xếp chết. Xếp chết cả áo chào xếp hà đây này. Áo luôn xếp hà này, áo. Lẹo, mất. Nó cợp đấy bao cợp hả? Bay lượt cộp lên này lên. Dạ. Có mặt cộp à. Chúc cô mua bán đắt ha. Rồi. Dạ. Bye bye. Đi đi chơi. Đang trưng hình à? Dạ không, đi chơi thôi. Đi chơi hả? Dạ. Dạ. Đi bố lò trúng là người Việt nhiều lắm. Đa số thì người Việt, giống như Bùi Hồ chia sẻ đó, thì đa số là người Việt sống ở đây với một cái nghề là buôn bán. Khoảng hơn 90% là sống ở các chợ và buôn bán các mặt hàng. Các mặt hàng này thì có thể là được vận chuyển từ Việt Nam qua hoặc là họ lấy từ Trung Quốc á, bán lại cho người Lào. Dân số Lào thì chỉ khoảng 7 triệu dân thôi. Và họ đa số là làm nông nghiệp và làm lâm nghiệp của cơ quan của anh chị. Một cái chợ cực kỳ lớn luôn á mọi người. Ô còn nhiều lắm kìa. Bực mì bên kia luôn. Dạ. Nói chung là ở chợ Đào Hương này á, thì đi đâu cũng gặp được người Việt hết á. Tí xíu nữa mua một cái đôi dép Lào mang. Xin chào. Ui, cái chợ mà đi mỏi giò luôn á.
qua đây nè, tới cái khu ẩm thực thì nó mới thấy được cái nét văn hóa, cái nét lạ so với Việt Nam, cô bác anh chị. Khu này là cái khu ăn uống á. Này nếp với lại cá. Là cá hung khói á cô bác quý anh chị. À, cá hung khói, còn đây là nếp ép. Cô bên đây là bán bánh mì. Ở đây là có cô bác quý anh chị có thể để ý là một cái dãy bàn ở giữa ha. Và hai bên là người ta sẽ giống như là cái bếp vậy, người ta sẽ bán món ăn. Đây là đồ vô bịch hết à. Dạ chào. Dạ ba đi. Lào. Dạ. Việt, Việt. Người Việt hả? Việt Lai Lào. Việt Lai Lào. À. Chị này là người Việt Kiều luôn á. Việt, dạ, Việt Kiều. Việt Kiều. Việt Lai Lào. Này là gì hả chị ha? Cái này là chả cá. Chả cá, còn bên kia? Bên kia là cái này dồi. Dồi. Gốc Việt của chị là ở đâu? Ở Quảng Trị. Quảng Trị hả? Quảng Trị hả? Ở Đồng Hới. Huế, Huế. Không, Đồng Hới. Đồng Hới, Đồng Hới, dạ. Quảng Bình. Quảng Bình, dạ. Dạ. Tôi có nói gì? Tôi nhỉ bỏ. Tôi xếp hành bỏ. Hình như là chị không có nói tiếng Việt được nhiều hả? Nói đơn chú thôi. Ba hay mẹ ở Việt, ở Việt gì? Ba là Việt, mẹ là Lào. Ba là Việt, mẹ là Lào. Dạ. Sinh ra ở đây. Dạ. Tôi đi xí xíp. Dạ, cảm ơn chị ha. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. À, một là họ có ba hoặc mẹ là người Việt Nam Lai Lào, hoặc là họ là người những người cô chú anh chị này là những người mà di cư, những người mà qua đây họ sinh sống làm ăn với một cái nghề là buôn bán, như cô này đang bán hình như bán phở. Dạ không quay nè. YouTube người Việt hết. À, cô bán phở hả? Có phở, có mì, có cháo. Cô phở, có mì, có cháo luôn. Ừ. Cô tỉnh nào hay cô ha? Hả? Cô tỉnh nào? Cái gì? Hà Nam Ninh. Hà Nam Ninh. Người Bắc Kỳ, Bắc Kỳ. Bắc Kỳ. Dạ, cô qua đây lâu chưa? Không, xin ở bên đẻ bên đây. Dạ. Đẻ bên đây. Bố mẹ quê, bố mẹ đó, Hà Nam Ninh. Hà Nam Ninh. Ừ. Hà Nam Ninh là Hà Nam. Hà Nam Ninh là ở Hà Nội đó. Dạ. Hà Nội, Ninh Bình hay vậy? Ninh Bình đúng rồi đó. Dạ. Ninh Bình là đẹp, có chùa có gì đẹp, chùa Bái Bính gì đó. Chùa Bái Đính. Chùa Bái Bính mấy gì đó. Dạ, dạ cô ở đây luôn rồi ha, nhà cửa đây hết luôn rồi. Nhà cửa đây hết luôn. À. Đẻ đây mà, sinh ở đây mà. Dạ. Cô năm nay là nhiêu rồi? 55. 55 mình. Dạ. Cứ buôn bán gì thôi. Buôn bán gì đó. Cô qua đây làm ăn luôn hả? Đây là cô này người Lào nè. Người Lào đâu Việt đi. Việt hết hả? Việt nhiều mà. Dạ. Ở đây có bánh ướt nè. Bánh ướt hay bún gì đó. Với lại chả. Với lại cô bán nước kìa. Cà phê đồ á. Chào cô. Dạ làm YouTube thôi. Cô nói là YouTube thôi thì được. Dạ. Người vô hả? Cười vô. Người vô. Dạ, cô có thể giới thiệu. Mua thuốc là gạt phở. Dạ. Đây nghe này. Huyền nghe bán cà phê nghe đủ thứ. Cô nói chuyện giọng Huế nghe dễ thương ghê. À dễ thương à. Cô có thể nói một cái câu đặc Huế cho con nghe được không? Cô không biết đang nói, cô nói khỏe thôi. Cô nói cô biết tại bánh nước, bánh cà phê. Dạ. Chim tố. Dạ. Con ở đâu đó? Con ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Dạ.
cô nói giống Huế à? Dạ. Quê gốc của cô ở đâu? Cha mẹ ở trên đây, cô thì giấu gốc ở đâu quên rồi. Quên rồi. Dạ. Đa số đây là các cô là em sinh đẻ ở đây hết ha? Em. Dạ. À, cô này là cũng người Việt luôn á. Cô đang bán những cái bánh ướt đó mọi người. Bán em nướng bán được chứ hết. Dạ. Mấy chục năm rồi, già rồi còn bán nè, 65 tuổi còn bán nè. 65 rồi. 65. Ồ. Người 65 tuổi rồi. Con 7 đứa, con 4 đứa. Còn 4 đứa. Lên vậy là lên bà nội, bà ngoại gì chưa? Bà nội, bà ngoại hết rồi. Bà nội, bà ngoại hết rồi. Cháu 7 đứa rồi. Dạ. Bán từ lúc còn nhân gái giờ còn bán nè. Gốc cô ở đâu? 14 tuổi đến giờ. Gốc cô ở đâu? Hả? Gốc cô ở đâu? Gốc không biết. Cha mẹ đem lên là để đây thôi. Đem lên để đây. Đem lên đây rồi chôn rau cắt cũng là đây. Dạ. Ba chị em nè. Ba chị em ruột luôn á. Ba chị em ruột luôn. À, đa số là buôn bán hết à. Cô bác quý anh chị có thể để ý thấy rằng á, thì ở trong những cái bán vàng nó cũng sung sướng, bán thức ăn nó mới sung sướng. Bán vàng cô nói mà bán vàng nó không sung sướng. Bán vàng nó sung sướng, nó không được làm. Dạ. Bán cái này nó mới lao động. Dạ. Đa số các cô chú ở đây là buôn bán nhưng mà họ bán rất là quy cách nha. Có nghĩa là buôn bán theo một cái dãy như thế này chứ không giống như một số chợ ở nông thôn của Việt Nam là buôn bán ở ngoài đường xá. Rồi ở đây người ta sẽ bán vô một trong một cái nhà lòng chợ và có trật tự nhất định. Đó, cô bác quý anh chị có thể thấy là rất là sạch luôn. Đó. Ở đây nó đó thì mình coi nè. Dạ. YouTube. Cái này cũng là. Ôi cô này bán cháo. Cô bán cháo với gì đó cô? Cháo bún lòng. Cháo lòng. Cháo lòng hủ tiếu. Nghe là muốn ăn liền luôn á mọi người. Bán đồ đi. Mỗi một tô vậy là bao nhiêu tiền hay cô ha? 15 ngàn có, 20 ngàn có, tùy. Dạ. Còn rẻ hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam 35 ngàn. Dạ. Nước cam 35 ngàn. Ở đây là có lòng nè. Có lòng, có gà. Rồi, có gà luôn. Có nấu vậy là 15 ngàn đây. Nó, cô này là cô nấu theo cái vị của Lào hay là vị của quê? Của truyền thống. Của truyền thống. Truyền thống Việt Nam mình đây. Quê dạ. Hương ta ơi. Quê hương ta ơi. À. Con cháu Bác Hồ. Một năm, một năm. Một năm. Vui vẻ, khỏe mặt nè. Dạ. Nói chung cũng được, nói bắt cũng được. À, con nói giọng chung cho con nghe với. À, nói chung mà nói với em, nói với em chứ sao mà em nói được. Nói cho nghe đó, bên kia là nấu cơm kìa. Bên đằng sau là nấu nếp phải không? À, nấu cơm, nấu cơm. Nấu cơm. Ờ, cái đó Việt Nam mà trình cộng. Họ nấu cơm là em ơi. À, họ nấu cơm mà em ơi. Em ơi. Là qua miền Bắc hay không? À, họ nấu cơm đó cháu ơi. Họ nấu cơm đi. Đâu cái kêu cháu là cái đùi đùi hướng. À, cái đó cùng Việt Nam chính cống đó. Họ Việt Nam lên đó. Dạ. Mà họ lên đây họ buôn bán. Dạ còn cô, ba cô ở đây là. Ba cô ở đây là chôn rau cắt dúng ở đây rồi. Nó ba thế hệ rồi. Ba thế hệ rồi. Ba thế hệ rồi. Thời điều đấy không? Nhưng mà cô vẫn nói chuyện nói tiếng, được. Con tiếng cô Việt ganh. Được, con cô còn về học ở Việt Nam nữa. Mình đưa cháu về học Việt Nam đấy. Việt Nam giúp đỡ đấy. Hồi Việt Kiều mình đó. Mà về học ở miền Tây á, Sơn Tây. Dạ, Hà Tây. Hà Tây hẹt, quên, dạ. Nói Sơn Tây. Nó không đi học ở Việt Nam chứ là tháng 10 rồi nó vô Hà Nội. Hà Tây bây giờ sát nhập với Hà Nội rồi. Rồi, rồi. Đó là đôi đôi rồi đó. Dạ. Đôi là đôi đó. Qua lâu chưa? Qua chơi lâu dạ, chưa? Dạ mới quá ạ. À. Ở đây thì làm ăn nữa. Không làm ăn thì không có sinh sống đấy. Cực khổ lắm đó. Bà con mình ở bên đây. Không nhưng mà con thấy là Việt Kiều mình ở đây là sung sống cũng khỏe. Mong được cái thoải mái chứ. Nhà ai không có làm thuê làm mướn mà chủ yếu là buôn bán thôi. Chủ yếu là buôn bán. Tại vì Việt vậy Nam đây, vậy. Việt Nam với lại Lào là anh em mà. Anh em đúng rồi. Mình thuê người Lào họ lại làm đó. Dạ. Nhưng mà người Lào họ cũng rất là thân thiện. Ờ, không bằng mình đâu.
đó cô làm cả bánh cả trái. Cô đổ bánh kẹp luôn hả? Bánh này họ kêu bánh tổ ong. Bánh tổ ong. Ở đây con thấy là bán có trật tự ghê á, bán có một cái quy cách không có giống như ở Việt Nam, một số chợ Việt Nam là họ bán sẽ lấn chiếm ở lòng lề đường rồi. Nhưng mà ở đây là vô nhà lòng chợ hết. Không vô sao họ dệt vô hết ấy, họ phải cho vô hết. Không vô là không được. Dạ. Họ phải cho mình trật tự nó mới đẹp, đẹp mắt. Dạ, vừa đẹp mà vừa vệ sinh nữa. Đúng rồi. Để chứ mà là họ ở du lịch họ vô á, họ thấy nó không đẹp, họ không thích. Dạ. Nói nhiều nói không được. cô nói lời nào gửi đến người Việt Nam không? Hả? Ở Hà Tây đồ không? Xin gửi thăm đó, chúc mừng có bà con lối xóm mình giữ gìn sức khỏe, Covid tai nạn qua khỏi. Cái đó là giọng của miền Bắc hả? Miền Bắc hả? Bây giờ tới miền Trung mình. Chúc cho bà con là ngoài miền Nam sức khỏe dồi dào nhớ. Cái này vô cái gì đây? YouTube phải. Dạ. YouTube kêu tên gì? Bùi Hồ. Bùi Hồ. Dạ, Bùi Hồ đi. Dạ. Phải điên chứ, không thôi là cô không thấy mặt cô nó không đẹp đấy. Dạ, đẹp mà. Cô năm nay 56 tuổi rồi đấy. Bùi Hồ. Cùng họ với lại mẹ của cô. Mẹ cô là ở Quảng Bình. Dạ. Ba cô là ở Nghệ An. Dạ. Mai mốt cô mở ra coi. Cô để lấy cho cốt hút chay cho. Lấy cho. Lấy cho. Dạ. Người Lào kêu là cốt hút chay trái tim đó. Trái tim. Trái tim là. Cô làm gì lại cái nữa cơ, con thấy đẹp quá mà. Bye bye nhá. Bye bye. Đây là cô này là người Lào làm cho cô hả? À. Làm gì là mình thuê ngày nhiêu tiền nghe cô? Dạ tiền tháng. Bên đây thì anh này anh sẽ bán xương sa, xương sáo, hột lựu. Chào anh. Dạ. Dạ, chè với lại xương sa đâu hả anh ha? Này là mình bán nguyên ngày luôn hả anh? Bán nguyên ngày. À từ sáng đến mấy giờ? Sáng đến 2 giờ chiều. 2 giờ chiều. Em thấy ở chợ bên đây là mở ra trễ quá ha. Mở 8 giờ đó. 8 giờ mới mở cửa đúng không? 5 giờ sáng mở. Dạ. Nhưng mà công chức hay là học sinh đi làm là 8 giờ mới đến cơ quan không? Đúng không anh? Có. Dạ. Anh ở tỉnh nào? Ở đây. Anh ở đây ha. Anh là người Việt, gốc Việt Kiều. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, em lên chơi. Dạ. Dạ, YouTuber. À, em Bùi Hồ. Dạ, dạ. À, cô bác với anh chị có thể thấy là cái nhịp sống ở đây một là nó chậm rãi nè, hai là những người ở đây họ rất là thân thiện và đa số người Việt qua bên đây họ ăn nên làm ra và thậm chí là có nhà cửa bên này luôn. Họ cho rằng là cái cuộc sống ở đây nó rất là thoải mái và trước đây thì với cái tiền kiếp còn giá trị á, thì họ làm dư giả để có thể là phụ giúp gia đình ở Việt Nam luôn. Cơm. Cơm hay nếp anh? Gạo hay nếp? Chắc. Ở đây là gì đây mọi người? Mực. Ồ, đây đùi gà. Đùi gà luộc, nhìn ngon quá luôn nè. Qua bên đây tí xíu nó dòng lại ba cô kia ăn, tại vì thấy vui vẻ. Chào chị. Chào chị. Chị này không biết nhưng mà cứ gặp mình là cứ cười suốt cho. Dạ. Việt cô. Dạ. Dạ. Chào bún phở này. Dạ chưa, con chưa đói. Dạ. Con thấy là qua đây là chỉ cần nói tiếng Việt thôi à. Ờ.
vậy đó. Dòng Huế mà người Huế qua đây là nhiều nhất luôn á. Ở Sài Gòn à? Sài Gòn. Dạ. Xỉn với ăn nghe. Dạ. Xỉn với ăn. Dạ tí xíu đi, con chưa đói bụng đâu. Bà qua đây lâu chưa? Lâu không, đi du lịch à? Dạ. Ở đây là chợ giống như là của người Việt chứ nghe bà ha. Dạ. Lao chứ lao đi, người Việt đúng. Người Việt đông ha. Dạ. Việt kìa. Đây lắm. Đi xỉn với đây. Dạ. Thôi con đi ha bà. Thôi. Dạ. Chào chú. Dạ. Chú bán cháo ha. Bún cháo phở. Bún cháo phở. Dạ. Chú qua đây lâu chưa? Mới qua. Mới qua hả chú? Dạ. Lúc trước là chú ở Việt Nam. Qua đây được bao lâu rồi chú? Ở đây 3 năm rồi. 2 3 năm thôi. Cũng lâu rồi chứ. Lâu gì 2 3 năm mà lâu gì? Ở cái kiosk này mình đấu giá là mỗi một cái nơi bán gì là bao nhiêu tiền vậy chú? Đây họ không đậu, nhưng mà bình thường thôi, vô thuê bạn. Thuê là bao nhiêu tiền một tháng? Bình thường thì họ khoảng 600-700. Dạ. 900 ngàn tháng. Ngày 30. Ngày 30 ngàn tiền kiếp. Kiếp. À, cũng dễ ha. Chỉ vô đây là mình ngồi bán ở đây thôi. Vô đây là ngồi bán. Dạ, ăn thôi bạn thôi được. Rồi nhà cửa sao chú? Nhà cửa thì mình thuê. Dạ. Hơi gần đây không chú? Giá nhà rẻ không? Dạ, bình thường. Dạ, thì tùy theo rồi nhà tốt thì tiền nhiều, nhà ít thì tiền sẽ sớ. Dạ. Tùy theo thôi. Cô với chú hai vợ chồng qua luôn hả? Có con không? Hay là chỉ hai vợ chồng? Không có con, hai vợ chồng thôi. À, có người quen không? Nhưng mà sao, tại sao chú biết ở đây? Đấy thì đi chỗ nào thì làm ăn được thì nên cứ đi quan liên quốc. Chắc có vấn đề. Dạ. Chú là ở Huế ha? Quảng Trị. Quảng Trị. Dạ. Rồi con cảm ơn chú ha. Ở đa số là người Việt, không Bùi Hồ cứ nghĩ là người Việt thì đa số là bán hàng đồ thô. Nhưng mà ngay cả ăn uống thì người Việt cũng bán ở tại đây luôn mọi người. Ở trước mặt của bác quý anh chị là một bà cụ người Lào. Cái không gian chợ, không gian chợ rất là lớn luôn. Và mọi người thấy ở dưới này nè, người ta làm rất là sạch luôn. Đó. Đây là các em bé người Lào, là các cô chị người Lào đang bán trái cây hay sao. Họ rất là ngại lên thành nha mọi người. Bây giờ thì tí xíu nữa quay qua bên đó, mà bên đó ít lắm. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ lại đây ăn một cái tô phở. Chỗ cô này vui quá, cô này vui tính lắm. Cháo bánh canh là sao vậy cô? À. Cái này hủ tiếu nè, hủ tiếu Lào. Hủ tiếu Lào. À, vậy hủ tiếu gà đi. Hủ tiếu gà với lòng đi ha cô ha. Cháo bánh canh là sao là Bùi Hồ mà không hiểu luôn á cô bác quý anh chị. Cháo bánh canh á, cháo bột gạo á. Dạ. Và sợi cắt. Dạ. Họ kêu ở đây kêu sợi bánh canh nè. À, hủ tiếu gà với lòng. Này cái này bánh canh nè. Dạ. Cái này hủ tiếu nè. À, hủ tiếu Lào đi. Hủ tiếu Lào. Dạ. Bỏ giá bao nhiêu đi đúng không? Dạ. Gà với lòng. Anh sợi nhiều không? Anh sợi nhiều em. Sợi cô luộc thêm. Một bà cụ người Lào đang ăn. Ngon. Ngon. Ngon bà. Ngon. Dạ. Ngon, ngon. Nó ngon vậy nhỉ? Ăn mà xẹp cô. Ủa. Em ăn ngon lắm á.
ngon lắm. Dạ. Ngon không? Ngon không? Ngon lắm, nhớ gì vậy? Chắc ngon lắm. Bao nhiêu tuổi rồi? Chết chết pi được. 70. Ờ, dạ. Người nói cũng nghe, người nghe cũng nói. Ăn món Việt ngon không bà? Ừ. Ừ, dạ. Chị nói gì ạ? Bà nói gì ạ chị? Là bạn cái chú sấy của bà. Ba ngoài này, cháu là người quê quán ở đâu? À, Việt Nam. Ờ, à, của má hả nó? Là Việt Nam. Mẹ của bà cháu có xa cháu. Cháu của bà cháu có xa mẹ. Dạ, bà nói là bà không biết tiếng mình không biết tiếng bà, không có nói chuyện nhau được. Ô, bà chấm cái gì nè? Bà lấy đâu đũa bà chấm á? Chấm. Ở đây là có một vị rau tấm như thế này. Dạ. Ồ, một cái tô rất là to luôn. Tô này là 15.000 ha con. 20.000. À, có gà, có lòng. Để mình thử cái vị như thế nào nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng dùng với Bùi Hồ nha. Cái muỗng ở đây bà làm bằng gan ngộ lắm. Cái vị là cái vị của miền Trung. À, lạc lạc, mặn mặn. Và cái tô thì rất là to luôn nè mọi người. Ừ. Bây giờ bằng cô bác quý anh chị cùng dùng với Bùi Hồ ha. Ăn thử miếng thịt này đi. Miếng này thử xem sao. Có tỏi không? Dạ. Nhiều vậy. Cái kèo mắm guốc. À, cái kèo mắm guốc. Mắm gà. Dạ. Và bà cụ này bà nói là nên lấy cái này nè, chấm với cái này nè. Thì nó ăn nó ngon hơn. Dạ. Yeah. Mà chấm chung luôn á mọi người. Nhưng mà cái keo này là một cái keo mới ha. Không lẽ sáng chấm thử miếng ta. Chấm thử miếng thì người ta ăn được thì mình sẽ ăn được thôi mà. Cũng khó ăn lắm. Bà cụ ba mời mình á, lúc nãy thì bà cụ ba ăn ba mời mình một cái dĩa rau nè. Bà cụ này người Lào. Và bà cụ còn mời mình thêm cả lấy tâm á, lấy tâm xỉa găng. Và bye bye. Bye. Dạ, sáng vào sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay một vòng về chợ Đào Hương, một cái chợ người Việt lớn nhất tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Bà Sắc, một cái tỉnh của Hà Lào. Cô bác quý vị xem thì đa số thì các người Việt qua đây với cái công việc chính là buôn bán và họ ăn nên làm ra. Nói về cái người Việt qua Lào á, sống sướng hay là khổ thì Bùi Hồ trả lời một câu là sướng nha cô bác quý vị. So với nếu như mà so với ở người Việt ở Campuchia, Việt Kiều Campuchia và Việt Kiều Lào á, thì người Việt Kiều Lào họ buôn bán ăn nên làm ra hơn là Việt Kiều Campuchia. Các cô chú là Việt Kiều Campuchia đa số qua bên đó là bán số hoặc là làm thuê thôi. Còn ở đây thì người ta sẽ biết buôn bán và ăn nên làm ra thôi là tại chỗ này. Và thậm chí là có nhà có cửa luôn. Nếu như cô bác quý anh chị mà có về Lào á, nhớ ghé tỉnh Chăm Pa Sắc, thành phố Bắc Xế này để coi xem cái cuộc sống của người Việt tại đây là như thế nào thì cô bác quý anh chị sẽ rõ hơn. Và điều đặc biệt khi mà Bùi Hồ thưởng thức một cái tô bún như thế này á, cái vị nó là vị của miền Trung nên cũng khá là khó ăn. Và thậm chí là khi mình ăn có một cái dĩa rau như thế này nè, và đây là cái mắm guốc. Và người ta ăn thì người ta sẽ chấm cả một cái này, hấp một miếng hủ tiếu, sau đó người ta lấy cái này nè cô bác quý anh chị, người ta chấm vào mắm guốc và người ta ăn rất là ngon lành luôn. Nhưng mà thì Bùi Hồ thì không có ăn quen nên ăn không có được,
Thì rất mong video clip này sẽ mang cho cô bác quý anh chị á một điều gì đó hay ho về người Việt tại Lào, cũng như là cuộc sống nét văn hóa của người Lào, để cho cô bác quý anh chị xem. Nhớ đừng quên like, share, đăng ký và chia sẻ cho Bùi Hồ, để Bùi Hồ có động lực để review về cuộc sống của người Việt trên những nước Đông Nam Á nói riêng và người Việt ở khắp nơi nói chung. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.